Alo, chú thông báo này. Bây giờ đã là đến giờ thức dậy buổi sáng rồi nhé. Chuẩn bị di chuyển xuống sân trường để tập thể dục buổi sáng. Và chú đề nghị các bạn mặc đủ quần áo ấm trước khi ra khỏi phòng nhé. Mommy ơi, dậy đi. Chị Giang ơi, chị Giang, dậy, giờ này còn ngủ nữa à, dậy đi. Không được. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Cuộc Sống Vẫn Tươi Đẹp. Dậy sớm tập thể dục chưa bao giờ là một điều đơn giản đối với Hương Giang. Nhưng ngày hôm nay lần đầu tiên được trải nghiệm cuộc sống trong khu nội trú của các em học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu thì các em học sinh khiếm thị đã rất quyết tâm đánh thức Hương Giang dậy tập thể dục để mà giúp Hương Giang có một buổi sáng sảng khoái như thế này. Và chắc hẳn là quý vị đang rất tò mò không biết rằng cuộc sống của các em học sinh khiếm thị một ngày sẽ diễn ra như thế nào. Vậy thì quý vị hãy cùng theo chân Hương Giang, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm quý vị nhé. Giờ học chính khóa chính là khoảng thời gian mà các em học sinh khiếm thị chờ đợi nhất khi mà các môn học ngoại khóa được diễn ra, và Hương Giang sẽ đưa quý vị lần lượt khám phá những sở thích, những tài năng của các em học sinh khiếm thị quý vị nhé. Mở đầu sẽ là ngôi nhà nghệ thuật Mini Art House, nghệ thuật xuyên thị giác. Chúng ta sẽ tới đó để xem là qua những cái bức tranh, qua những hình ảnh gốm thì các em tưởng tượng về thế giới xung quanh như thế nào. Bức tranh em vẽ là vẽ em một con voi. Em muốn vẽ bức tranh này và tặng cho các bạn nhân ngày Giáng sinh. Và em có lời chúc dành cho các bạn ấy là chúc các bạn một ngày Giáng sinh vui vẻ ạ. Câu hỏi lớn nhất khi nhìn những bức tranh của học sinh khiếm thị đó là làm cách nào các em có thể vẽ được. Và câu trả lời chính là chiếc bảng lưới này. Với bảng vẽ được thiết kế riêng cho học sinh khiếm thị, các em được thỏa sức thể hiện trí tưởng tượng của mình về những con vật quen thuộc trong đời sống cho đến những đồ dùng, sự vật hàng ngày. Sử dụng ngón tay lần theo những vết hằn từ bảng lưới trên giấy vẽ giúp các em học sinh khiếm thị xác định những vị trí trên bức vẽ của mình. Em vẽ cũng không đẹp với nhưng em chỉ thích học vẽ. Vẽ được thế nào thì em vẽ thế đấy ạ. Em cảm thấy rất vui khi mình được cầm bút và vẽ những hình như này ạ. Cái sự nhìn thấy của em ấy nó cũng rất là khác nhau. Có em thì chỉ thấy cái bóng mờ mờ, em chỉ thấy phải đến thật gần thì mới nhìn thấy. Màu sắc thì luôn luôn loạn xạ nhưng mà nó không cản trở các em ấy sáng tạo. Các em khiếm thị tuy là khiếm khuyết về khả năng nhìn nhưng mà cái khả năng tư duy, hình tượng, cái trí tưởng tượng và cái thế giới nội tâm của các em ấy phong phú, cực kỳ phong phú. Vì thế mà khi mà dạy các em ấy vẽ thì những cái bức tranh các em vẽ nó không giới hạn bởi những cái khái niệm thông thường như là những cái quy luật thị giác mà mình hay bị trói buộc vào. Các em ấy thoát ra khỏi được những cái quy luật thông thường đấy nên là tranh của em ấy thấy rất là độc đáo và hấp dẫn. Buổi học vẽ tại ngôi nhà nghệ thuật thường bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều thứ năm hàng tuần. Bên cạnh hoạt động vẽ tranh, các em còn được tham gia hoạt động cắt dán và làm gốm. Đây là hoạt động ngoại khóa dành cho các em học sinh khiếm thị sau mỗi giờ học căng thẳng trên lớp. Xuất phát từ ý tưởng nghệ thuật vượt qua thị giác của nghệ sĩ gốm người Thụy Điển Elizabeth Persson, cùng sự kêu gọi từ Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội, ngôi nhà nghệ thuật đã được ra đời. Phương pháp của mình là để cho các em hoàn toàn tự do sáng tạo. Các em ấy cứ tự quyết định là hôm nay mình thích làm gì, mình thích vẽ tranh hay mình thích làm tạo hình. Các em ấy hoàn toàn được tự do, tự quyết định
và tự chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình, và cô giáo chỉ là người hướng dẫn, hỗ trợ những cái mà các em ấy không thể tự làm được, như là lấy màu hay là rửa bút hay gì thì cô có thể hỗ trợ, chứ còn các em ấy tự làm và các em ấy thấy rằng là tự khám phá ra được cái khả năng tiềm ẩn trong bản thân các em, nên các em rất là hào hứng. Rồi là em sẽ vẽ theo cảm xúc và cái tưởng tượng trong đầu của mình. Ví dụ như là khi mà em có cảm xúc nhớ về ngôi nhà của mình chẳng hạn, thì em sẽ vẽ về ngôi nhà của mình. Khi mà vào những tiết trời mùa thu mà se se lạnh, em lại muốn vẽ những chiếc lá, như kiểu là một cái gì đó hoài niệm về mùa thu vậy. Đối với người khiếm thị của chúng em thì bình thường là những cái gì gần gũi nhất với mình thì mình sẽ vẽ về những cái thứ đó, tại vì là mình đã quen với nó rồi, mình đã gắn bó với nó rồi, mình đã thân thuộc với nó rồi, biết là nó có cái này như thế nào rồi, thì mình hình dung ở trong đầu thì mình vẽ cho nó sẽ dễ hơn. Thế giới xung quanh học sinh khiếm thị đâu phải là một màu đen của bóng tối như nhiều người nghĩ. Nhìn những bức tranh trong ngôi nhà nghệ thuật này sẽ thấy một thế giới đầy màu sắc, một đời sống nội tâm phong phú. Nghệ thuật hội họa giúp các em khiếm thị rất nhiều. Cái được nhất trong đấy là cái ý chí vươn lên, cái lạc quan, vui sống. Bởi vì trong thế giới của các em ấy thường là chìm ở trong bóng tối. Nhưng mà khi có hội họa thì các em ấy tưởng tượng ra phong phú hơn, các em ấy chú ý nhiều hơn đến cuộc sống xung quanh mình, quan sát rồi ghi nhớ từng âm thanh, từng hình dạng xung quanh đọng lại ở trong tâm trí mình. Đấy là các em khiếm thị nhưng mà luôn luôn cười tươi. Các em ấy có cái luôn luôn có nụ cười trên miệng, rất là vui. Các em ấy không hề u sầu hay buồn thảm, các em ấy đã thích cái gì là rất là quyết tâm làm được. Vâng, đúng là không gian của nghệ thuật. Quý vị có thể thấy ở đây đang có rất là nhiều màu, nhiều bút rồi giấy. Mỗi em thì sẽ chọn cho mình một cách để làm những món quà Giáng sinh dành cho người thân của mình. Một trong số đó là cái tấm thiệp mà Hương Giang đang cầm trên tay lúc này. Một tấm thiệp được các em cắt dán hình cây thông Noel dành tặng cho cô giáo của mình. Hương Giang cũng không biết vì sao mà các em lại có thể sáng tạo một cách nhanh chóng như vậy. Và bây giờ thì Giang đang rất là hào hứng để tiếp tục sáng tạo ra những sản phẩm mới cùng với các em học sinh khiếm thị. Lớp vẽ của chúng em đang làm về chủ đề Giáng sinh. Thì ở đây các bạn cũng rất là hào hứng, ai cũng hồ cả. Có bạn thì thích cây thông Noel, có bạn thì thích ông già Noel. Làm cây thông Noel là để hòa cùng niềm vui trong ngày Giáng sinh với cô và với các bạn. Không phải lúc nào những trẻ em khiếm thị cũng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên phải không quý vị? Cùng với sự hỗ trợ của một số công cụ thì các em học sinh khiếm thị đã được thể hiện tài năng của mình, niềm đam mê của mình đối với môn thể thao vua. Và có một điểm lưu ý cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải nhớ mỗi khi đi xem những trận đấu của các em học sinh khiếm thị. Đó là cho dù chúng ta có phấn khích như thế nào thì cũng phải thực sự giữ im lặng. Vì sao lại như vậy? Câu trả lời sẽ có cho quý vị ngay sau đây. Tập trung lắng nghe là bí quyết số 1 để các bạn học sinh khiếm thị làm chủ sân bóng. Với những trái bóng được thiết kế chuyên dụng, việc định hướng di chuyển của học sinh khiếm thị trở nên dễ dàng hơn khi tham gia các trận đấu. Dụng vào cái đặc điểm của em là sử dụng thính giác, tức là cái phải khả năng quan sát bằng tai, nghe được tiếng bóng của các em. Đấy, thì khi có bóng nó sẽ có một tiếng chuông như này. Thì các em tận dụng cái tiếng chuông đó để xác định vị trí của quả bóng. Dạy các em từ những cái cơ bản nhất về khả năng giữ bóng, dẫn bóng hay là truyền, cách gọi đồng đội của mình. Trong khi chơi bóng thì em cảm thấy là khá khó khăn vì mình phải dùng đến tai rất nhiều, mà trong bóng đá thì phải có khán giả, mà khi khán giả mà hét thì mình lại không nghe thấy tiếng bóng ở đâu để biết vị trí bóng ở đâu, nên là rất là khó để kiểm soát được quả bóng. Các bạn mới khiếm thị mới chơi bóng thì các bạn phải rèn luyện nghe và chú ý đến quả bóng rất nhiều, và đặc biệt nếu mà muốn chơi bóng thì phải có quả bóng khá tốt, tiếng chuông khá to để nghe cho chuẩn ạ. Trước khi bắt đầu mỗi trận bóng, các bạn học sinh khiếm thị được cảm nhận về không gian sân đấu
và những lưu ý để tránh chấn thương trong quá trình thi đấu. Được chưa? À, quay lại, đi thẳng về vị trí chúng ta bao nhiêu bước? Chú ý. Nắm bắt được khoảng cách chưa? Rồi. Đi thẳng tiếp này, cột gôn người ta này. Này. Vâng, cứ gôn này, cao, tay cao này, hai tay di chuyển ngang ra. Đấy, đúng không? Nhớ chưa? Đấy, vâng, sau quay. Đấy, tế chẳng. Thế yêu cầu tất cả chúng ta đã vui vẻ và thoải mái và đã hết khả năng của mình, đúng chưa? Thắng thua không quan trọng, nhưng cái quan trọng là chúng ta được một trận đấu vui vẻ. Và khi thi đấu, nhớ hạn chế tối đa cái chấn thương. Vậy lấy tay che vùng mặt ở trên, nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Rồi. Tình yêu đối với môn thể thao vua không chỉ dừng lại ở việc ngồi cổ động qua những chiếc đài phát thanh. Giờ đây, những học sinh khiếm thị này đã có thể thể hiện sự khéo léo của mình qua những đường dẫn bóng hay những cú sút thật căng. Vượt qua hạn chế của thị giác, học sinh khiếm thị chơi bóng theo cách của riêng mình. Câu lạc bộ bóng đá ở trường em thấy rất vui vì mình được rèn luyện chân này, rèn luyện sức khỏe này, sự nhanh nhẹn này. Được chơi bóng em cảm thấy rất vui, qua đó cũng rèn luyện cho em thêm động lực để chiến đấu vượt qua những khó khăn, đặc biệt như trận bóng ngày hôm nay khi em đã thua đội bạn thì em phải nỗ lực hơn 200% sức lực để ghi bàn để gỡ cho đội mình. Qua đó là rèn luyện cho em vượt qua những khó khăn và em cũng thích xem bóng đá nên qua đó là em cũng muốn là mình cũng được đá bóng như các cầu thủ khác, đó là mơ ước thầm kín của em ạ. Sau một ngày dài vắng lặng, khu nội trú đông vui trở lại khi các hoạt động ngoại khóa dần kết thúc. Trong các phòng nội trú, đây có lẽ là khoảng thời gian dành riêng cho mỗi bạn. Bạn chơi cờ, bạn học bài, có những bạn thì thổi sáo, hay đơn giản là nghe đài và hát theo những ca khúc mình yêu thích. Hồi bé thì em bị đẻ thiếu thắng, em chỉ biết bố mẹ em nói thế nhưng mà em không biết thế nào. Mới đầu vào đây em cứ thấy nó lạ lạ, xong rồi không quen. Em chỉ sợ em không tiếp xúc được với các bạn. Rất là vui, khi xuống đây thì em cảm giác nó khác hẳn ở trên Thái Nguyên. Em thấy rất vui khi được ở trong tập thể, vì có cùng các bạn cùng cảnh ngộ với mình, cứ chơi đùa nhau, nói chuyện nhau, đánh với nhau ván cờ cho nó suôn sẻ. Mỗi phòng đều có một trưởng phòng là người lớn nhất trong phòng. Trưởng phòng cùng với những thành viên lớn khác sẽ hướng dẫn cho các thành viên mới làm quen với môi trường sống xung quanh, định hướng di chuyển và những thao tác cơ bản trong phòng. Gấp chăn, tắm rửa, giặt giũ, lau nhà. Những hoạt động này không ai bảo ai, thế nhưng các thành viên trong phòng lại rất tự giác. Ở đây nữ chú thì giúp ích cho em là biết tự lập và biết làm mọi thứ và đi dễ dàng hơn. Ban đầu vào đây thì em học thì em có bạn ạ, em sửa thì em không sửa được ạ. Các anh chỉ cho em và hướng dẫn em các thứ ạ. Đường thì nó rất là dài và rất là ngoằng ạ. Các anh đã chỉ cho em từng tí một và các anh kiểm tra em đi lại ạ. Em tắm thì các anh chỉ cho em bật vào nóng lạnh và cách bật vào hoa sen. Con chỉ cho em để vòi hoa sen như thế nào ạ. Cái sự cố gắng của các cháu cũng so với tưởng tượng bên ngoài là gia đình lúc đầu là cũng hơi hoảng sợ vì không ai nghĩ được các cháu làm được như thế. Ví dụ từ ăn uống đi lại, ví dụ đặc biệt là quần áo này, không cần phải không nhìn thấy nhưng mà vẫn biết là quần áo của mình, người các cháu bằng cái mũi đấy. Đấy là cái đặc biệt mà đi không bao giờ nhầm quần áo của ai đấy, mặc dù quần áo mới đưa qua tay của cháu một lúc là các cháu biết, mà mọi người cái là các cháu biết là của ai. Vì ở nhà thì gia đình thì chỉ có mức độ có hạn, còn ở đây thì nó có các cháu được hòa nhập, được học, được hướng, được thực nghe và các cô chú đáo và được đi nước bước từ miệng ăn tất cả các thứ. Cùng với việc các thành viên trong phòng độc lập sinh hoạt cá nhân, nếp sống sinh hoạt chung tại phòng được trưởng phòng quy định và đưa ra cho các bạn thành viên khác trong phòng.
nếp sống sinh hoạt ở trong phòng thì cũng rất là vui theo quy định mà các cô đưa ra, hơn vài cái góp ý của trưởng phòng. Em ví dụ như là anh Dũng trưởng phòng đây, anh ấy bảo là giờ này giờ kia là phải đi học cờ. Ví dụ 5 rưỡi anh bảo mọi người là đến giờ rồi đi học cờ đi các em ơi, thế xong mọi người đi. Hoặc là 8 rưỡi lau nhà thì Tùng ơi, Khoa ơi quét nhà đi. Quy định giờ rõ ràng lắm. Lớp 1 là em ở khu nội trú cũ, cho đến năm em 12 tuổi em chuyển sang cái khu nội trú mới. Lúc ấy em chưa làm trưởng phòng, em ở trên tầng 4. Cho đến đầu năm học 2017 thì cô bảo em xuống đây làm trưởng phòng. Em dạy em các em lau nhà rồi quét nhà rồi phân công mọi việc. Em hướng dẫn các em cách ứng xử về cách giao tiếp với mọi người. Em thấy khi mình làm trưởng phòng rồi thì mình phải bảo ban các em làm sao cho nó thật đúng đắn, rồi phải dạy bảo các em cho nó hợp lý. Mỗi căn phòng trong khu nội trú là một gia đình nhỏ, nơi mà những bạn thị lực tốt hơn giúp đỡ cho những bạn mất thị lực hoàn toàn. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng những học sinh khiếm thị này đều cố gắng rèn luyện cho mình một nếp sống tự lập. Tuy nhiên, tự lập không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai. Ba tháng đầu thì em mới vào thì em chỉ ngồi im một chỗ thôi. Còn các bạn chơi, các bạn cứ chơi thôi. Còn mọi người đến hỏi em trả lời xong rồi em lại ngồi đấy. Ngại ngần, buồn và nhớ nhà là tâm sự của nhiều học sinh trong những ngày đầu tiên sống tại khu nội trú. Thời gian để làm quen với môi trường tự lập không hề đơn giản với bất kỳ ai. Bố à, tuần này bố có đón con không bố? Tuần này bố chưa biết được giao hành như thế nào của anh. Bình thường ạ. Thì khóa anh ôn bài thì ôn tập làm toán thì nhớ thật gì. Có bài nó không ấy thì không hiểu thì hỏi các chị. Vâng. Bố ơi, con nhớ bố. Mình nhớ nhà, với cả mình mới vào đây thì mình cũng không quen cho lắm. Và mình rất là nhát. Với cả mình lúc nào bố mẹ mình về hoặc bố mẹ mình lên đây chơi với mình toàn khóc rồi. Cô bé khóc nhè là biệt danh của Quỳnh tại căn phòng 403 này. Đêm nào Quỳnh cũng khóc vì nhớ bố mẹ. Nhưng những sự động viên, quan tâm của các chị lớn trong phòng đã giúp Quỳnh dần quen với cuộc sống xa nhà. Tôi mới về một tuần này anh nhớ nhà rồi á? Hả? Gọi điện cho bố mẹ cho đỡ nhớ. Anh các chị này, có các bạn này, có gì mà khó khăn trong học tập hay là trong... Tôi đi học tại trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu đến nay đã được 4 năm. Khi bước chân vào rất là bỡ ngỡ, mình là một học sinh ngoại tỉnh. Mình chưa được tiếp xúc nhiều với tập thể và chưa được sống trong một cái môi trường hòa nhập như vậy, rất là khó. Quỳnh rất là nhát, hầu như là Quỳnh không nói chuyện với ai cả. Quỳnh cứ ngồi xong khóc, Quỳnh nhớ nhà thôi. Lúc đó thì cũng cảm thấy như là mình gặp lại chính mình ngày xưa vậy. Mình cũng như vậy. Mình cũng lại ra nói chuyện với em, động viên em, rồi chia sẻ với em một số cái điều mình đã trải qua, cái lời mà các anh chị đi trước đã nói với mình. Ở nhà thì mọi người hãy chăm sóc mình như một trẻ con. Mình giờ cảm thấy là ở nội trú thì mình sẽ lớn hơn, tại vì mình sẽ tự lập. Mình dần dần thì mình sẽ quen hơn. Biết quan tâm và chia sẻ là điều mà mỗi thế hệ học sinh khiếm thị có được khi sống trong khu nội trú đầy tình yêu thương này. Đây cả một cái gia đình lớn như thế, thì như thế là chúng tôi phải sắp xếp là học sinh nhỏ ở học sinh lớn để các em chăm sóc nhau như các anh các chị trong một gia đình.
mỗi một phòng học thì độ 10 em, rồi thì các em cũng phải tự làm lấy nhiều thứ, tập làm lấy nhiều thứ. Chúng tôi có phương châm là nếu các em chưa làm được thì phải làm thay, nhưng mà dạy dần, để làm được cái gì mình bớt cái đó, nó tự lập, nó quen thì nó sẽ có những cái kỹ năng trong cuộc sống, thì ra vào đời thì các em nó không sợ nữa, nó không sợ vào đời. Nếu bóng đá, hội họa không phải là thế mạnh thì các em học sinh khiếm thị có thêm sự lựa chọn với âm nhạc. Giờ học nhạc của các bạn học sinh nội trú khiếm thị thường bắt đầu vào lúc 7 giờ tối hàng tuần. Sau giờ ăn cơm, các em có thể lựa chọn học lớp thanh nhạc hoặc các lớp học nhạc cụ theo sở thích của mình. Lớp học hoàn toàn miễn phí và được nhà trường khuyến khích các em ở nội trú tham gia. Để dạy cho các bạn khiếm thị thì gần như là tôi toàn dạy truyền tay. Các bạn ấy không nhìn thấy gì thì cho nên là cái việc nhìn vào bản nhạc là gần như là không có rồi. Đầu tiên thì là tôi phải cho các bạn ấy nghe ra qua giai điệu bài đấy để các bạn hình dung giai điệu bài hôm nay học như thế nào. Và sau đó thì là sẽ hướng dẫn cho các bạn ấy về lý thuyết bài đấy gồm có những cái gì để các bạn ấy nắm được. Và khi mà các bạn đã quen dần rồi thì bắt đầu là sẽ dạy truyền tay từng bạn một và đánh lên để cho các bạn ấy nhớ giai điệu này. Sau đó là cho bạn ấy cảm giác đặt tay lên đàn và đánh từng nốt nhạc đấy theo đúng giai điệu, đúng tiết tấu như bạn đã được nghe. Một lớp học đàn organ như thế này thường có 10 bạn học sinh khiếm thị. Có bạn đến đây vì đam mê, sở thích, nhưng cũng có bạn vì muốn khám phá bản thân qua từng nốt nhạc. Mặc dù không thể nhìn thấy được bản nhạc, nhưng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, không còn khoảng cách nào giữa các em học sinh khiếm thị với âm nhạc. Có những bạn có cảm thụ âm nhạc rất tốt. Các bạn ý khi mà tiếp xúc được với đàn một thời gian thì các bạn có cái cảm giác về âm nhạc này, rồi là về âm vực. Các âm vực các bạn nhớ được các nốt, dụ nốt đồ thì hát như nào chẳng hạn, đó, giả sử như thế. Cho nên là khi mà như thế thì sẽ giúp cho các bạn lợi thế nghe bài tốt hơn, nghe bài nhanh hơn và các bạn sẽ nhớ được bài và hình dung được cái nội dung giai điệu của bài hát đấy tốt hơn. Âm nhạc sẽ giúp cho các bạn ý thư giãn, đặc biệt là sau những giờ học căng thẳng. Và cái thứ hai là giúp cho các bạn có sự tập trung cao hơn và lắng nghe bản thân mình nhiều hơn. Tại vì là khi mà các bạn không nhìn thấy gì thì các bạn rất là hiếu động. Organ, sáo, violon hay nhạc cụ dân tộc là các lớp học nhạc mà các em học sinh khiếm thị có thể lựa chọn để theo học. Ngoài giờ học trên lớp là khoảng thời gian tự tập luyện ở phòng nội trú của các bạn. Nhật ký ngày 21 tháng 12 năm 2017. Ngày hôm nay đối với tôi có lẽ là một ngày vui nhất trong tuần. Vì hôm nay tôi biết mình được 8 điểm toán. Vì học cấp 2, môn toán đối với tôi thật là khó. Tôi được gặp chị Tuyết Mai, một người chị sinh viên đã rất gắn bó với tôi. Chị giúp tôi học toán và tiếng Anh. Tôi muốn gặp lại để khoe với chị điểm toán này. Không chỉ Hải Anh mà tất cả các em học sinh khiếm thị đều rất mong tới buổi tối để được gặp các anh chị sinh viên tình nguyện. Đều đặn 7 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, nhóm sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Bách khoa Hà Nội đều tới dạy cho các em học sinh khiếm thị toán, văn, Anh hay bất cứ điều gì các em thắc mắc về môn học hoặc thế giới xung quanh đều được các anh chị giải đáp như một cuốn từ điển sống của các em học sinh khiếm thị. Ngoại trừ những kiến thức văn hóa mà đội sinh viên tình nguyện mang đến cho các em, thì ngoài ra trong các buổi tối thì các bạn áo xanh cũng giúp đỡ các em có thể tìm hiểu về cuộc sống bên ngoài, kể cho các em nghe về một số câu chuyện đời sống cũng như là những câu chuyện mà xảy ra với chính bản thân mình để cho các em có thể tìm hiểu rõ hơn là ngoài kia có những cái gì. Và qua những lăng kính của những nhiều người khác nhau thì các em có thể hình dung về cuộc sống của thế giới xung quanh mình. Hôm nay là một trong những buổi tối đặc biệt của các em học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu. Hôm nay các em sẽ được đón mừng Giáng sinh và chuẩn bị cho năm mới cùng với các anh chị của mình. Các anh chị sinh viên tình nguyện đã chuẩn bị sẵn những món quà cho những đứa em nhỏ bé của mình. Và các bạn học sinh khiếm thị cũng đã chuẩn bị những món quà đặc biệt của riêng mình dành cho các anh các chị.
đó là những tấm thiệp ghi bằng chữ nổi. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng sự quan tâm, tình yêu thương to lớn của các thầy cô giáo, của bè bạn và của các anh chị sinh viên tình nguyện dành tặng cho các em. Một năm mới nữa đã lại đến và trường Nguyễn Đình Chiểu sắp sửa phải chia tay một thế hệ học sinh cuối cấp. Nhưng tin chắc rằng những ngày tháng học và sinh sống trong khu nội trú này sẽ trở thành những kỷ niệm, thành những hành trang quý giá để các em bước tiếp vào tương lai. Và cuộc sống vẫn hết đẹp vinh dự trở thành một trong số những kỷ niệm đó của các em. Và thưa quý vị, cũng nhân dịp năm mới sắp đến, những người thực hiện chương trình xin được chúc quý vị một năm với nhiều niềm vui, với nhiều điều ý nghĩa hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ chương trình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cuộc sống vẫn tươi đẹp trong khoảng thời gian sắp tới. Một lần nữa xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Đi lên thanh niên chung vai, chúng ta tự tin bước vào đời. Bay cao bay xa khi bao ước mơ đã đến rất gần. Đoàn viên ta đi lên sông pha mang bao niềm vui đến cho đời. Một xanh yêu thương trong tim này mãi mãi. Mang trong tim kiêu hãnh dòng máu lạc hồng. Tuổi xanh ta đi không nghĩ suy đắn đo chi. Để bao em thơ yên bình cặp sách tay trường sẽ luôn là tiếng cười vang vọng muôn nơi. Truyền thống cha ông ta quyết tâm mãi giữ gìn. Dừng xây tương lai câu hứa kia mãi không phai. Để ta phiêu du góp sức công hiến cho đời. Ước mơ màu xanh mang màu áo xanh. Chỉ thế thôi.